Apple đã chính thức tung ra phiên bản iOS mới, đó chính là 17.2, bổ sung khá là nhiều tính năng hay ho. Vậy thì đây có phải là phiên bản mà các bạn nên cập nhật lên ngay hay không? Thì bây giờ hãy bắt đầu video ha. Và chào mừng các bạn đã đến với XT Mobile. Và đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để đón chờ những video mới nhất từ mình nhé. Ta có thể chia sẻ về cái phần mềm iOS 17.2 này thì nó là một cái phiên bản mang rất là nhiều thay đổi đối với những cái chiếc điện thoại như là iPhone 15 nè, 15 Pro, 15 Pro Max, hay là những cái chiếc điện thoại đời cũ hơn, ví dụ như là iPhone 13 Pro, 14 Pro, 13 Pro Max và 14 Pro Max. Và như ở đây thì mình đã cập nhật lên cái chiếc iPhone 13. Mình quảng cáo một tí thì cái iPhone 13 đang có giá rất là tốt tại XT Mobile luôn, thì các bạn có thể tham khảo qua cái đường link mình để phía bên dưới phần mô tả ha. Trên phiên bản iOS 17.2 này thì Apple cũng sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi 2 với những cái thiết bị cho iPhone 13 cùng 4 series tốt hơn là chuẩn sạc Qi 2. Nôm na thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng với những cái thiết bị chuẩn sạc Qi 2 ở bên ngoài để có thể sạc được không dây cho iPhone 13 và 14. Điều này mà trước đây các bạn bắt buộc phải sử dụng với sạc MagSafe thì bây giờ thì không có cần nữa, và với cái công suất tối đa lên tới là 15W. Nhưng mà bây giờ thì các bạn chỉ cần có kết hợp những cái mẫu sạc cơ bản ngoài thị trường thì cũng đã có thể hỗ trợ chuẩn sạc Qi 2 rồi ha. Thì các bạn cũng có thể sử dụng với những cái mẫu như là iPhone 13 nè, 14 series một cách tốt hơn và dễ hơn. Thì đây là một cái điểm thay đổi nho nhỏ mà mình thấy là cũng được. Nói chung là có cũng được mà không có thì cũng không sao. Cuối cùng là những cái thay đổi nhỏ trên phiên bản này, tức là bây giờ các bạn có thể cài được những cái hình hành động mới bổ sung khi mà các bạn đang nghiêng iPhone theo góc trái là góc phải, thì nó sẽ tương tác và chuyển động như thế, cũng khá là hay. Với Apple Music thì bây giờ anh em có thể có một cái tùy chọn mới, đó chính là list nhạc yêu thích, cho phép chúng ta truy cập nhanh vào những bài hát mà các bạn đã bấm ở cái phần mục yêu thích trước đó. Cuối cùng đó chính là về phần nhạc chuông, thì bây giờ thay vì chỉ có những cái phiên bản nhạc chuông cũ thì trên cái phiên bản 17.2 chúng ta đã có một số những cái tùy chọn nhạc chuông mới hơn và thay đổi nó một cách đa dạng hơn. Không biết là các bạn có quan tâm đến tính năng này không, còn mình thì không có quan tâm lắm bởi vì mình chẳng bao giờ chỉnh cái này cả. Những anh em nào mà sử dụng những cái mẫu iPhone 15 Pro này hay là 15 Pro Max mà các bạn muốn dịch thuật nhanh thì đây cũng là một cái tính năng rất là hay. Nôm na thì đây là một cái tính năng mà các bạn có thể tận dụng trên Action Button, bởi vì các phím tác vụ á là anh em có thể dịch nhanh một cái số câu thoại rất là phù hợp với những cái anh em nào mà kiểu mà vlogger này, hay là chúng ta đi du lịch nước ngoài, thì đây là một cái rất là hay rồi. Hiện tại thì mình không có xài iPhone 15 Pro hay 15 Pro Max nên là mình sẽ để một cái video minh họa ở đây cho các bạn xem ha. Ngoài ra thì sau khi mà chúng ta lên đời iOS 17.2 thì sẽ có những cái ứng dụng hoàn toàn mới, đó là ứng dụng nhật ký. Thì cái này Apple đã có giới thiệu cách đây khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì mới chính thức có thôi. Thì cái ứng dụng này nó sẽ nói lên tất cả luôn, cái tên của nó đã nói lên hết rồi ha, để giúp cho cái người dùng viết lại một cái nhật ký đó dành riêng cho mình. Còn ví dụ như là bây giờ những cái bạn Gen Z này có tâm hồn mỏng manh cô liêu thì cái điều này quá là ok rồi. Những ai mà có những cái thói quen hàng ngày là ngồi viết nhật ký, xem hôm nay là mình sẽ làm những cái gì, tháng rồi mình đã làm những gì, hay là có những cái kỷ niệm nào mà mình muốn chia sẻ lại, hay là mình muốn ghi chú lại, thì mọi người đã có một ứng dụng cực kỳ hay luôn. Bởi vì ứng dụng này là đáp ứng cho chúng ta những nhu cầu đó ha. Đây, nó sẽ lấy những cái thông tin trực tiếp từ hình ảnh này, âm thanh, cũng giống như là những cái thói quen sử dụng của iPhone của chúng ta để gợi ý cho các bạn được những cái nhật ký đó. Nó rất là chất lượng, bởi vì nó rất là suy luôn. Cá nhân mình thấy thì là mình không có viết nhật ký bao giờ, nhưng mà thôi, đối với cái này mình không quan tâm lắm đâu. Nhưng có một cái tính năng mà mình rất là quan tâm mà Apple có nói là đã khắc phục được trên iOS 17.2, đó chính là cải thiện tốc độ Wi-Fi rất là nhiều. Khi mà mình sử dụng Wi-Fi thì sóng sánh rất là full vạch, nhưng mà tốc độ Wi-Fi kiểu nó lag, xong rồi nó lag video, nó cứ chập chờn sao á. Ví dụ ha, thì mọi người chỉ cần search cái từ khóa là iOS 17 Wi-Fi thôi thì mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều cái bài viết luôn và rất là nhiều cái lời phàn nàn, và người dùng iPhone bị lỗi Wi-Fi tại đây rất là nhiều. Và khi mà người dùng iPhone có thể đợi chờ một cái thời gian nữa để sửa lỗi Wi-Fi thì Apple đã cho biết là lỗi Wi-Fi tồn tại trên phiên bản iOS 17 đã được sửa ở trên cái phiên bản cập nhật 17.2 này đấy. Về cơ bản thì mình thấy rằng là nó vẫn sử dụng rất là ổn định và mượt mà trên iOS 17.2, và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái phiên bản này cũng như là các tính năng mới nhất trên iOS 17.2. Thì anh em thấy sao? Nếu mà thấy đúng hay sai gì đó thì cứ comment bên dưới ha, để mình cũng biết nhé. Còn với cá nhân mình thì anh em nào mà đang sử dụng iOS 17 rồi thì có thể lên luôn, bởi vì nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Nhưng mà có một cái số tính năng mới như vậy thì cũng ok la đó chứ. Và nếu như mà bạn nào muốn tiết kiệm pin nè, hay là đang sử dụng những phiên bản cũ hơn như là iOS 16 ấy, thì không lên cũng được. Mình thấy cái này cũng tùy lựa chọn mỗi người thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.